Các bạn ơi, nói dễ cũng không phải là dễ các bạn, mà khó cũng không phải thiệt là khó nữa, nhưng mà nó chỉ là mình phải cẩn thận. Nếu mà không cẩn thận thì làm nó sẽ mất công thôi. Nó là cọng dây này, là cọng dây này là phải đút vô chỗ này. Dành cho mấy cái dành cho cái cạc từ cái cạc cạc chủ á, Cái cạc từ me đó, cạc chủ vô đây hết. Dây nhựa là mình cho vô hết vô trong ha. Xong rồi mình hạ xuống. Mình hạ xuống. Rồi bắt đầu mình mới ghim vô. Cái ổ này là CPU nè, là cạc chủ nè. Nó nằm vô chỗ này nè. Cái đó đút vô đâu? Cái này là dành cho cái này dành cho cạc cạc này, cái cạc À, đồ cái quạt, họa cái quạt. là À. nó sẽ ghim vô cái nó ghim vô cái chỗ này nè. Đâu? À, vậy. 2 4 6 8 chấu nè. Ừ. Không, 2 4 6 8. 8 cháu. Nói Rồi không? sao nó rời ra? Cái này nó rời ra Nó nè. dành cho loại 6 chấu và 8 chấu. Ừ. 6 À chấu. quay, nếu mình 8 cháu thì mình để Ừ. vô trong 8 cháu. Đó. Ừ. Thấy cái này. Sau đó. Cái này cổng USB 3.0. USB 3.0. Ừ. Ừ. USB 2.0 và audio HD audio. Giờ cắm vô đâu? Cắm vô chỗ này, HD audio nè, để nè. Cặp tờ me luôn. Nè, HD audio nè, cái chỗ này nó À quay. HD audio nè. Đúng rồi, ở dưới cái cặp tờ chủ nó có ghi sẵn luôn. Ừ. Nè. Ừ. HD audio nó nằm đây. Nó vậy đó. Thì cái sợi dây màu đen các bạn, nó có ba cộng màu trắng màu tím đó, là nó đút vô ở dưới cái cạc chủ, mà cạc chủ nó có ghi sẵn luôn cái tên các bạn, mình chỉ đút vô đúng cái tên của nó là được. À. Bây giờ cái dây này nằm đây thì cái trong đây nó xấu, phải cho nó đi ra ngoài rồi đi từ dưới lên trên. Để đút qua bên kia hả? Ừ, cho nó ra ngoài trước một cộng. Nó ra ngoài vậy nè, mình đi lên cái chỗ này nè. Anh làm cũng khó quá. À, ha. Ừ. À, cho nó đó, hai 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 cho đi ra ngoài hết nha. Ừ. Vậy là tất cả dây nó nằm ở ngoài phải không? Ừ. À, thấy không? Như là đám rừng luôn. Rừng U Minh nó còn dễ thấy hơn cái này các bạn. Còn đường này nè, dây nhỏ nè. Mà tối mà mình thấy cái dây mình nó có rầm rầm ri ri nè, chắc mình la làng quá, tưởng luôn rắn đó. Sợ rắn. Có ai ăn thịt rắn không biết. Ăn thịt rắn thì cái việc ăn, nhưng mà vẫn sợ rắn như thường. Đây là giờ phút quan trọng. Để coi cái nó có cháy hay không nè, cái nó có chạy hay không các bạn đó, để chưa. Kết quả là nó đã chạy rồi các bạn, mà chạy rất là đẹp luôn. Đẹp quá ha. Đó là có quạt các bạn.